Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thụ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. Từ đầu năm 2024 đến nay, chương trình đề án một xã một sản phẩm được huyện Ngọc Hồi quan tâm, triển khai, thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Đến nay, huyện có 4 ý tưởng sản phẩm mới đăng ký tham gia phân hạng sản phẩm ô cốp năm 2024, Ba sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng lại trong năm 2024 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đạt ô cốp lần 2. Cùng với hỗ trợ xây dựng sản phẩm, huyện quan tâm tạo điều kiện để các hộ kinh doanh hợp tác xã có sản phẩm ô cốp và sản phẩm đặc trưng tham gia nhiều hoạt động trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm ô cốp tại các huyện thành phố của tỉnh như hội trợ trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp và các sản phẩm đặc trưng chào mừng 15 năm thành lập thành phố Con Tum hội trợ tại huyện tumorong ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện ngọc hồi đồng thời tổ chức thành công hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa với đoàn công tác huyện phu vong tỉnh atapu nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào